Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube báo lao động. Thưa quý vị, thông tin về vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra ở chợ Hoa Quảng An, Hà Nội cách đây không lâu vẫn khiến dư luận không khỏi xôn xao. Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn trong việc đỗ xe tải để bốc rỡ hàng hóa, đối tượng Đặng Văn Bình đã ngay lập tức gọi điện cho đồng bọn đến, dùng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho một người phụ nữ. Ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với hai đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Nhóm đối tượng này gồm Đặng Văn Bình, sinh năm 1996, trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, từng có hai tiền án, và Trương Quốc Phong, sinh năm 1995, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó vào khoảng 3 giờ ngày 17 tháng 10, công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo từ chị L về việc bị một đối tượng sử dụng súng bắn đạn cao su gây thương tích tại khu vực ngã ba đường Âu Cơ Xuân Diệu, thuộc địa bàn phường Quảng An và cuộc điều tra, lực lượng chức năng phối hợp xác minh và làm rõ đối tượng liên quan vụ việc là Đặng Văn Bình, làm việc tại cơ quan điều tra Bình khai nhận, vào ngày 16 tháng 10, Bình xảy ra mâu thuẫn với nhóm của chị L khi tranh chấp vị trí đỗ xe tải và bốc dỡ hàng tại khu vực ngã ba đường Âu Cơ Xuân Diệu. Sau đó Bình đã gọi cho Trường Quốc Phòng đến hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn với nhóm của chị L. Nhóm đối tượng đã sử dụng một khẩu súng ngắn rồi gây thương tích cho nhóm chị L. Đến ngày 8 tháng 11, công an quận Tây Hồ phối hợp với công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Trường Quốc Phòng khi đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam. Phong khai nhận, Phong và Bình quen nhau khi ở tù chung và Phong vừa ra tù vào tháng 5 năm 2023. Sau khi ra tù, Bình đến khu vực chợ Hoa Quảng An để bốc rỡ, vận chuyển hàng. Phong cũng thường xuyên đến hỗ trợ, giúp đỡ cho Bình. Khi Bình có mâu thuẫn với chị L, Phong đã đến chửi bới đe dọa nhóm chị L, rồi lấy súng bắn chị L, khiến cho người này bị thương tích. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai nữ công nhân bị hai đối tượng dùng súng tấn công khi đang làm việc ở Quảng Ngãi khiến dư luận không khỏi xôn xao. Sáng ngày 6 tháng 10, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ việc khi đang trên đường chạy trốn. Làm việc với những người từng là hàng xóm của hai nghi can, nhiều người cho rằng hai đối tượng này có hành tung vô cùng bí ẩn, không hay tiếp xúc với mọi người. Trưa ngày 6 tháng 10, theo nguồn tin cho biết, song song với việc bắt giữ hai nghi phạm, lực lượng chức năng Quảng Ngãi cùng công an, viện kiểm sát đã đến kiểm tra phòng trọ của hai nghi phạm thuê để ở và phát hiện nhiều vật dụng nghi là súng, rựa. Việc kiểm tra phòng trọ diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày tại tổ dân phố 3, thị trấn La Hà. Nguồn tin cho biết, bước đầu qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong có nhiều vật dụng nghi là súng, bao gồm cả loại ngắn và dài, bình bơm hơi, rựa, máy tính, máy in màu. Một người dân thuê trọ gần đó cho biết, khi hai tin lực lượng chức năng phát hiện bên trong phòng trọ của hai nghi phạm có vật dụng nghi là súng, người này cảm thấy rất bất ngờ và cảm thấy lo sợ. Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 6 tháng 10, đang kiểm tra rời đi sau khi hoàn tất việc kiểm tra, lập biên bản ghi nhận thông tin. Được biết, chủ phòng trọ nơi hai nghi phạm đang thuê là ông LNT, trú tại tổ 3 thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Theo ông T, hai nghi phạm vào thuê trọ và có hành tung rất bí ẩn. Hai thanh niên này thuê phòng nhưng chủ yếu chỉ ở vào ban đêm. Ban ngày thì luôn khóa trái cửa và chạy xe máy đi đâu không ai rõ. Tối về thì vào bên trong phòng rồi cũng đóng cửa im lìm. Dù ở chung trong dãy trọ nhưng hai nghi phạm rất ít giao lưu, trò chuyện với những người ở phòng trọ kế bên. Vì vậy, việc họ làm gì, ở đâu, đi đâu đều không ai biết. Trước đó, khuya ngày 4 tháng 10, hai nữ công nhân môi trường của công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi là chị Võ Thị Lưu, 42 tuổi, và Lê Thị Minh Khải, 35 tuổi, đang thực hiện dọn vệ sinh môi trường ở trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Tránh, thành phố Quảng Ngãi, khi bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt áp sát và tấn công. Một trong hai đối tượng đã rút súng bắn vào hai nữ công nhân làm cả hai trọng thương. Chị Lưu bị bắn vào cẳng chân, còn chị Khải bị bắn vào cẳng chân và đùi. Hiện các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 10, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ hai nghi phạm trên đường chạy trốn trên quốc lộ 24, đoạn qua thôn Trà Nô, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Hai nghi phạm bị bắt gồm Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, trú tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tạm trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, và Trần Viết Đông, 24 tuổi, trú tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, tạm trú tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Thông tin ban đầu, Trần Viết Đông là người dùng súng hoa cải bắn năm phát đạn vào đùi và chân của hai nạn nhân. Nguyễn Đức Nga là người tham gia giúp sức thực hiện hành vi đánh hai lao công trên. Các nghi phạm khai, vào lúc không giờ, hai người này chạy trên đường Phạm Văn Đồng đến quán dê nhật đã nẹt pô gây ồn ào lúc này hai nữ công nhân môi trường có lên tiếng nhắc nhở đông và khải quay lại chửi hai người này rồi bỏ đi đông về phòng trọ tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa lấy súng hoa cải đến một giờ sáng ngày năm tháng 10 hai nghi phạm đèo nhau quay lại tìm chị lưu và chị khải để trả thù gây án xong đông và khải giấu súng tại phòng trọ rồi bỏ trốn ngay trong ngày năm tháng 10 hai nghi phạm di chuyển lên huyện miền núi ba tơ bằng xe máy đến xã ba tô huyện ba tơ hai nghi phạm ngủ trong rừng. Sáng ngày 6 tháng 10, cả hai dùng xe máy để di chuyển sang tỉnh Con Tum thì bị công an bắt giữ. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, hoan nghênh tinh thần, trách nhiệm của lực lượng công an tỉnh khi vào cuộc điều tra phá nhanh vụ hai nữ công nhân môi trường bị bán trọng thương khi đang dọn vệ sinh trên đường trong đêm khuya. Ông Minh cho hay, tôi đã chỉ đạo công an tỉnh Quảng Ngãi lập danh sách cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tuyên dương thưởng nóng. Trong sáng thứ hai tới, tôi sẽ tới trao thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ. Cũng liên quan đến sự việc, nhiều người dân sống gần hiện trường vụ hai nghi phạm dùng súng bắn hai nữ công nhân môi trường dẫn đến trọng thương cho biết. Tiếng súng nổ khiến họ tỉnh giấc và hoang mang. Một số người còn chứng kiến tận mắt cảnh hai nghi phạm đang tấn công nạn nhân. Một nhân chứng cho biết, lúc đó ông đang ngủ thì nghe thấy tiếng súng nổ. Ban đầu cứ ngỡ là tiếng gì khác, nhưng sau một lúc ông lại nghe thêm vài tiếng súng nữa lúc này bản năng thúc giục ông bật dậy nhìn ra đường thì đúng lúc phát hiện hai nữ công nhân đang ngã quỵ dưới nền đường kèm theo tiếng la hét thất thanh đứng cạnh đó là hai thanh niên đang vung chân lên đá mạnh vào hai người phụ nữ nên người đàn ông này đã truy hô to để hàng xóm cùng chạy ra cứu hai nữ công nhân người này kể lại tôi mở cửa thì thấy hai đối tượng nam tấn công hai nữ công nhân một đối tượng cầm vật nghi là súng cứ dí vào phía hai công nhân môi trường tôi la to cướp cướp giết người có giết người Cùng lúc đó, hàng xóm của tôi cũng thức giấc bởi tiếng súng nên mở cửa chạy ra. Thấy người dân chạy đến, hai đối tượng trèo lên xe nổ máy phóng vụt đi. Một nhân chứng khác nhớ lại, thời điểm đó, ông vừa lên giường đi ngủ thì nghe thấy tiếng xe máy nẹt bô, vài giây sau nghe tiếng súng nổ. Nghi chuyện chẳng lành nên ông mở cửa ra ban công và nhìn thấy hai thanh niên đang áp sát hai nữ công nhân và liên tục đánh đấm. Chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy hàng xóm truy hô nên ông chạy xuống nhà mở cửa cùng hô hoán nên hai đối tượng nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó, người dân địa phương đã tiến hành băng bó vết thương và cùng nhau đưa hai nữ công nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chân của cả hai đều bị bắn và máu chảy nhiều. Theo kết quả chụp phim, chị Lưu bị găm một viên đạn ở đùi, còn chị Khải bị găm ba viên đạn ở bắp chân. Trước khi bị hai đối tượng bắn trọng thương, chị Võ Thị Lưu cho biết, hai nghi phạm có đi quá gần xe kéo rác, lo sợ tai nạn nên chị còn nói với Khải là né ra chứ tai nạn. Thế nhưng... Hai thanh niên này nghe thấy quay xe lại và chửi thề rồi hăm dọa sẽ dùng súng bắn. Sau đó, hai người này dù ga bỏ đi. Chị Lưu nói trong sợ hãi. Tôi cứ ngỡ hai người đó nói vậy thôi, chứ đâu ngờ họ hành xử vậy với mình như vậy. Lúc họ bắn tôi, tôi cầu cứu van xin nhưng họ rất hung hãn. Nằm bên cạnh, chị Lê Thị Minh Khải cho biết khoảng 10 ngày trước, chị cũng bị một trong hai thanh niên này gây gổ. Chị Khải nói trong sợ hãi. Nếu không có người dân sống gần đó kịp thời hô hoán, truy đuổi thì không biết hai đối tượng sẽ làm gì chị em chúng tôi nữa. May mà chị em tôi còn giữ được tính mạng. Cảm ơn bà con nhân dân đã ứng cứu kịp thời. Hiện vụ nổ súng xảy ra ở chợ Hoa vẫn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.